Xin kính chào quý vị và các em. Ngày nói dối mùng 1 tháng 4 đang đến gần và đây là một ngày được du nhập từ phương Tây. Hiện nay thì đang rất được tuổi teen yêu thích bởi vì trong ngày này thì các bạn có thể thoải mái nói dối một cách vô hại. Và nhân cái chủ đề về ngày cá tháng 4 này thì chương trình Sắc màu tuổi hoa ngày hôm nay cũng mời đến trường quay hai vị khách mời để cùng bàn luận về chủ đề nói dối. Và xin được giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Tiến Độ, Bí thư Đoàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Cùng với bạn Trần Ngọc Bích đến từ lớp 10C2 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Xin được cảm ơn hai thầy trò ngày hôm nay đã dành thời gian để đến với chương trình và tham gia vào chủ đề nói dối vào ngày cá tháng 4. Chị muốn hỏi Bích trước. Chắc hẳn là nói dối thì em cũng đã từng phải không? Dạ, tất nhiên là em đã từng nói dối và em nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng đã từng nói dối ạ. Thế cái trường hợp mà em nói dối thì như thế nào? Trường hợp nói dối của em thì nó hơi buồn cười một chút bởi em đã nói dối mẹ là đi tập văn nghệ nhưng mà em đã đi ăn cùng các bạn. Thế hậu quả của việc đó? Hậu quả là hôm đó là mẹ em đã nấu rất nhiều món ngon, sườn xào chua ngọt đợi em về. Thì lúc đó em lại đi ăn cùng các bạn. Nhưng mà đến lúc em đi ăn về thì... No quá. Hết sạch hết rồi. Mình sẽ không đi ăn đúng không? Thế có nghĩa rằng là mình không được ăn cái món mình yêu thích? Không được ăn những món ngon nữa. Thế có cái trường hợp nào mà nói dối mà có cái... gọi là có cái ảnh hưởng hay là cái kết quả nó... Thì hồi tiểu học em nói dối, hồi đấy thì em rất thích chơi điện tử nên em đã nói dối bố mẹ đi chơi điện tử. Và như thế thì sau suốt một năm như thế em đã không học sinh giỏi, là sinh tiên tiến ở lớp 3. Thế bố mẹ có trách mắng không? Không, bố mẹ em không quan trọng những cái hành tích học tập, chú trọng đến con người em thôi ạ. Chỉ bản thân mình thấy rằng là đó là một cái hành vi nói dối nhưng mà cũng để lại những hậu quả đúng không? Em muốn hỏi anh Nguyễn Tiến Độ một chút. Theo anh thì nói dối có phải là một hành vi bình thường của con người không ạ? Thực ra thì mình nghĩ nó hoàn toàn bình thường. Bởi vì là trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn phải lựa chọn giữa nói thật và nói dối. Và đôi khi thì nói dối nó cũng không gây ra những cái tác hại mà thậm chí là nó lại có những cái lợi ích nhất định trong một số tình huống. Và vì vậy mình nghĩ rằng là cái nói dối trong một số những cái trường hợp nhất định thì nó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ví dụ ạ? Ví dụ như là các bạn thường thấy rằng là những người bệnh nhân á, khi mà họ lần đầu tiên khi mà họ phải đến bệnh viện hoặc họ khám để tìm ra xem là mình bị cái bệnh gì thì thường họ có một cái tâm lý rất là lo lắng và thậm chí là nếu như mình nói cho họ biết cái bệnh tình thực sự của họ ngay tại cái thời điểm đó thì có thể là làm cho cái tâm trạng của họ nó bị suy sụp và nó mất cái tinh thần lạc quan để chống chọi với cái bệnh trong cái thời gian tiếp theo. Thì thường là bác sĩ hoặc là người nhà là thường giấu hoặc là nói dối bệnh nhân rằng là cái bệnh tình của bệnh nhân đó thì nó không có vấn đề gì gọi là nghiêm trọng cả. Ví dụ như vậy. Thì mình thấy rằng là trong một số trường hợp thì cái nói dối nó cũng hoàn toàn là hết sức bình thường và thậm chí là nó lại cũng có một số tác dụng nhất định. Vâng, tôi cũng đồng ý với anh là nếu như trong trường hợp mà bác sĩ buộc phải nói dối bệnh nhân vì một cái mục đích tốt đẹp hơn. Đúng rồi. Thế với các bạn tuổi teen, trường hợp nào mà nói dối mà mình có thể chấp nhận được ạ? Thực ra thì đấy như ngay mở đầu chương trình thì MC Thu Hoài cũng có nói rằng là hiện nay thì cái ngày nói dối được rất nhiều các bạn tin mong đợi đúng không ạ? Và thực ra thì ở đây thì mình nghĩ rằng giữa các bạn bạn bè với nhau chẳng hạn, các bạn ấy thường hay nghĩ ra những cái trò để trêu đùa nhau và nó hoàn toàn là vô hại và nó tạo ra một cái không khí vui vẻ và thậm chí là bạn bè có thể là gần gũi nhau hơn, thì mình nghĩ rằng cái chuyện đấy hoàn toàn có thể chấp nhận được và thậm chí là cũng rất khuyến khích các bạn đúng không ạ? Thế với Ngọc Bích, đã bao giờ mà em nói dối hoặc là em có những cái trò đùa mà khiến cho bạn bè mình phải giận chưa? Tất nhiên là có rồi ạ. Em thường là hay trêu người khác. Nhưng mà các bạn trêu em thì đến một lúc nào đó em rất giận người khác. Ví dụ nhỉ? Ví dụ thì em đã rủ bạn ấy đi ăn, cho bạn ấy đứng đợi chân cầu rào, sau đó thì em không ra nữa và cho bạn ấy đứng đợi đấy suốt một tiếng ạ. Cho bạn leo cây. Thế thì bạn ấy giận em như thế nào? Bạn ấy là không nói chuyện với em một ngày nữa ạ. Nhưng mà sau đó thì em có lặp lại những cái trò đùa kiểu như thế không? Em sẽ đùa như thế nhưng mà đùa cái mức độ giảm nhẹ hơn đi ạ. Có rất nhiều bạn tuổi teen thì nghĩ rằng là nếu như mà những cái trò đùa, những lời nói dối của mình mà không phải vào ngày mùng 1 tháng 4 mà là vô hại thì có thể tiếp diễn. Không biết là Ngọc Bích nghĩ như thế nào về quan điểm này? Em nghĩ rằng thì em sẽ đồng tình một nửa và không đồng tình một nửa. Bởi những trò đùa vô hại thì đôi khi là rất cần thiết để cho cuộc sống nó vui tươi hơn. Nhưng mà đôi khi cứ nói dối như vậy thì chúng ta chỉ được cái lợi trước mắt chứ không thấy được cái ảnh hưởng xấu sau này. Nếu như các bạn tuổi teen cứ nói dối như vậy thành một cái thói quen thì sẽ có những ảnh hưởng xấu như thế nào?
Như mình chia sẻ thì chúng ta luôn luôn phải lựa chọn giữa nói thật và nói xấu. Nói thật tức là chúng ta phản ánh đúng những cái sự việc nó diễn ra, hoặc là nó đúng cái sự thật, đúng cái chân lý. Thế còn khi mà chúng ta nói dối là chúng ta đang muốn cố tình che giấu đi một cái điều gì đó nó không đúng với lại thực tế. Và như vậy thì nếu như các bạn tuổi Tin mà cứ lạm dụng cái vấn đề nói dối trở thành một thói quen thì cái hậu quả nó để lại là rất là lớn. Ví dụ như thường thì bạn sẽ gây mất lòng tin ở cái người đối diện khi mà người ta tiếp cận với bạn. Thế và thậm chí rằng là khi mà bạn nói dối quá nhiều như vậy thì đôi khi người ta lại nghĩ rằng bạn là một con người không được nghiêm túc. Và như vậy nếu như sau này khi mà các bạn trưởng thành hơn và các bạn ra ngoài đời và các bạn vẫn giữ cái thói quen như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất lớn đến công việc cũng như là trong cuộc sống của các bạn. Vì vậy mà mình thì cũng không khuyến khích các bạn là nói dối một cách thường xuyên để nó trở thành một cái thói quen. Nó tạo cho các bạn là lúc nào mình cũng sống trong một cái môi trường, một cái thế giới mà mọi người không biết là lúc này là bạn đang thật hay đùa. Và nó có cái gì đó hơi gọi là cũng giống như là thế giới ảo hiện nay. Trong cái quá trình mà anh dạy học tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng thì anh có gặp nhiều trường hợp các bạn sinh viên học trò của anh mắc phải cái căn bệnh này không? Cái này thì mình nghĩ rằng là chắc chắn là các bạn sinh viên cũng sẽ mắc phải rất nhiều. Có lẽ rằng điển hình nhất là cái lý do là khi các bạn nghỉ học và các bạn nghĩ ra một cái lý do nào đấy để xin phép thầy rằng là ngày hôm nay em xin phép được nghỉ học. Ví dụ như là mình không ốm nhưng mình nói rằng mình ốm hoặc nhà mình không có việc gì nhưng mà lại nghĩ ra một cái lý do rất là nghiêm trọng. Thậm chí là có những cái lý do mà thực sự là khi mà nếu như mà mọi người nghe thấy hoặc là ví dụ như là người thân trong gia đình mình nghe thấy thì nó gây ra một cái gì đó nó hơi gọi là không được hay phản cho lắm, cảm, nó phản cảm đúng không? Ví dụ như lại nói về một thông tin một người thân của mình rồi. Qua đời chẳng qua hạn. Qua đời hoặc ốm đau hay tai nạn gì đó vân vân như vậy thì nó rất là phản cảm, mà trên thực tế thì không phải như vậy. Vâng. Vậy thì đã bao giờ anh gọi là lật tẩy cái bài nói dối của sinh viên của mình chưa? Đương nhiên là cái này thì cũng phải có, chắc là em Bích ở đây cũng là học sinh thì thực ra học sinh sinh viên thì cũng có nhiều điểm rất là tương đồng. Thứ nhất là mình sẽ, một là mình thực hiện theo đúng cái quy định của nhà trường, đúng theo cái gọi là quy trình nghiệp vụ của giáo viên. Thế còn thì đương nhiên rằng là với bất kỳ cái lý do gì mà khi mà sinh viên đưa ra thì mình cũng đều phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Và nếu như những cái lý do các bạn đưa ra nó là xác đáng, nó là trung thực thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng mà khi mà nó không phải là cái sự thực thì mình phải có những cái biện pháp để có thể là xử lý cái hành vi của các bạn ấy. Thế tôi có thể hỏi cụ thể hơn là anh đã từng xử lý những sinh viên nói dối những cái trường hợp mà nghiêm trọng phản cảm như vậy như thế nào? Trước hết là mình sẽ phải nói chuyện trực tiếp với bạn đấy về cái vấn đề đấy. Mình nói rằng là cái việc làm như vậy là hoàn toàn không nên. Và cái thứ hai nữa là thậm chí rằng là mình sẽ có một số những cái cách thức để có thể là theo dõi và hỗ trợ bạn trong cái việc đấy. Ví dụ như là bên trường mình là có hệ thống các thầy cô quản lý sinh viên thì mình cũng sẽ có thể là liên hệ cùng với các thầy cô đấy để xem là vậy thì cái hành vi nói dối của bạn đấy nó có phải là thành một cái hệ thống và nó thường xuyên hay không. Và nếu như đúng là nó là như vậy thì mình sẽ phải phối hợp với lại các thầy cô rồi thậm chí các thầy cô ở trên khoa nữa để có những cái biện pháp để có thể là giáo dục giúp bạn ấy gọi là từ bỏ được cái hành vi, cái thói quen đấy. Với Ngọc Bích thì sao? Đã bao giờ mà em nói dối và em có thầy cô hay cha mẹ phải sử dụng cái biện pháp trừng phạt với mình chưa? Em nói dối thì đã từng nhưng mà trừng phạt thì em nghĩ là em chưa từng. Tại vì là những cái lời nói dối của mình chắc là nhỏ thôi đúng không? Như vậy cũng là rất may mắn. Chắc là vô hại. Vâng. Vậy thì chắc hẳn là cả hai thầy trò đều nghe về cái câu chuyện về chú bé và con sói đúng không ạ? Chú bé gọi báo sói rất nhiều lần với dân làng và điều đó đã trở thành một thói quen, cuối cùng thì dân làng đã không tin mình nữa. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể hạn chế bớt những cái lời nói dối của các bạn tuổi Tin, thưa anh Độ? Theo mình thì ở đây nó có rất là nhiều các cái biện pháp và cách thức. Tuy nhiên thì những biện pháp mà mình nghĩ rằng là nó dễ thực hiện và nó gọi là phổ biến và cũng được rất là nhiều người cũng đã áp dụng rồi. Đấy là mình nghĩ rằng đối với người lớn thì chúng ta trước hết là chúng ta phải là những người noi gương cho các bạn, cho các em nhỏ cũng như là các bạn tuổi Tin để các bạn thấy rằng là cái việc nói dối nó là cái việc không nên. Và hơn nữa thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là bản thân người lớn, bản thân ông bà rồi bố mẹ, chúng ta không nên tạo ra một cái môi trường, một cái điều kiện để cho các bạn tuổi Tin, các bạn học sinh có thể là nói dối. Tức là đôi khi có thể là bạn không có ý định đâu nhưng chính chúng ta lại tạo ra một cái hoàn cảnh hoặc môi trường để các bạn ấy nói dối. Và mình nghĩ rằng một cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ có những cái gọi là giải thích
trực tiếp với lại tất cả các bạn tuổi teen, ví dụ như là con em chúng ta hoặc là học sinh của chúng ta, về cái tác hại của cái việc nói dối, giống như câu chuyện của chú bé chăn cừu và cái con sói, đúng không ạ? Nếu chúng ta nói dối quá nhiều như vậy là chúng ta đang đánh mất lòng tin của người khác, và như vậy thì sẽ gây ra những cái hậu quả rất là lớn về sau này. Vâng, cảm ơn những ý kiến của anh Độ. Chị muốn nghe ý kiến của Ngọc Bích, làm nào để tuổi teen có thể rèn giũa để giảm bớt những cái tần suất của những lời nói dối? Em nghĩ là nói dối là việc cái xuất phát từ chính các bạn ấy, vậy nên là các bạn phải tự ý thức được cái ảnh hưởng tác động xấu của nói dối thì mới cái sửa chữa được cái bệnh nói dối này. Ừ, cụ thể hơn được không, mình rèn như thế nào hàng ngày? Em hỏi bạn thì chữa bệnh nói dối như thế nào thì bảo là không nói nữa thì là không nói dối. Còn... thế thì tiêu cực quá. Thế thì sẽ bị trầm cảm. Nhưng mà đối với em thì để chữa bệnh nói dối thì em nghĩ rằng là phải thấy được, phải riêng em thì em sẽ suy xét được cái lợi ích hay là cái tác hại nhiều hơn là thì nên em sẽ chọn nói dối hay không nói dối ạ. À, thế bây giờ chị thử một tình huống, ví dụ như là ngày hôm nay em bị điểm kém chẳng hạn. Sau đó em sẽ suy xét là nếu mà mình về mình nói thật với bố mẹ, có thể là những câu mắng mỏ hay là thậm chí là một trận đòn đang chờ mình, hay là với cái việc mà mình giả vờ, mình bịa ra một cái lý do nào đấy để bao che ngụy biện cho cái điểm xấu đấy của mình, thì cái nào hơn? Em nghĩ là em sẽ chọn nói thật. Bởi em nghĩ là cái điểm đấy là cái chính kết quả thực của mình, không thể che giấu được. Dù gì thì giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ thông báo cho bố mẹ, nên là mình thông báo trước thì tội sẽ giảm nhẹ hơn. Cái thực tế là bố mẹ em ấy cũng không quan tâm nhiều đến cái thành tích học tập, đúng không ạ? Nên là điều này chắc là cũng tùy từ hoàn cảnh. Nhiều khi thì chính bố mẹ đã tạo một cái áp lực để cho con mình phải nói dối, khi mà quá coi trọng một cái vấn đề nào đấy khiến cho con mình phải sợ, và vì là mắc cái lỗi này đành phải nói dối để bao che ngụy biện cho cái lỗi đó. Và trong những cái phút cuối của chương trình thì chúng ta sẽ nói vui một chút về ngày cá tháng tư sắp tới. Ở trong ngày sắp tới này thì Ngọc Bích, em có ý định đùa ai không? Hay là muốn có những lời nói dối nào dành cho bạn bè hay người thân không? Vào cá tháng 4 sắp tới thì em muốn mời bạn đi ăn. Lại đi ăn nữa ạ? Tâm hồn ăn uống. Xong lại thả cầu rào. Không, lần này em sẽ mời hẹn hẳn đến quán. Và sau khi ăn xong rồi em bảo là mẹ gọi về. Em sẽ bảo là em ra ngoài, chạy ra ngoài mua nước một tí và... để em về luôn. Ở lại. Trò này có ác không anh đâu. Thế lúc đấy ai là người thanh toán tiền? Em nghĩ là các bạn ấy giàu hơn em nên các bạn sẽ tự trả tiền được thôi. Đúng là để tin. Thế anh Độ thì sao? Anh có ý định gì đùa với bạn bè người thân của mình không? Thực ra bình thường thì mình cũng không để ý đến ngày ngày 1 tháng 4, ngày cá nói dối đâu, bởi vì là thực sự thì mình cũng có nhiều thứ công việc rồi nó cuốn đi. Tuy nhiên thì đôi khi vô tình mình, một là mình là người bắt được cá, hoặc là ví dụ mình vào mạng mình đọc được những cái thông tin thì chợt nhớ ra hôm nay là ngày cá tháng 4, thì mình cũng nghĩ ra một cái chiêu gì đó để có thể là lừa bạn bè, hoặc là ví dụ như là các bạn sinh viên của mình. Đương nhiên rằng là như mình nói rồi, nó phải là những cái trò hết sức vui vẻ và không gây hại gì thôi. Thế còn thực sự thì trong khuôn khổ của chương trình thì cho phép mình được giữ bí mật là mình sẽ nói cái gì, bởi vì nếu mà bây giờ mình nói ra thì sẽ lộ hết. Vâng. Nhưng như mà mình nghĩ rằng là chắc chắn là mình cũng sẽ phải có một cái bài phải có một cái gì đó để tạo ra cho một cái không khí nó vui vẻ cho cái ngày hôm đấy. Vâng. Như vậy là Ngọc Bích thấy thiệt chưa? Em đã lộ bí mật đúng không? Cái chiêu rủ bạn đến nhà hàng ăn là vậy là không chắc áp dụng được trong ngày 1 tháng 4 đâu, bởi vì là nếu như các bạn có xem chương trình này thì các bạn đã biết rồi. Và cảm ơn hai thầy trò ngày hôm nay đã đến chia sẻ với chúng tôi rất là vui vẻ về chủ đề nói dối vào ngày cá tháng 4. Và xin được chúc hai thầy trò sẽ có ngày cá tháng 4 thật là vui vẻ với nhiều trò đùa nhưng vô hại. Xin cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.